Chia tay vội vã như thế không đi, bởi vì suy nghĩ của anh bây
chia tay từ đây. Anh có vui có buồn tùy anh. Em sống sao em cũng không, em chẳng cần phải quan tâm đâu. Dù em biết giấc mơ của anh là được bên em, nhưng trong tâm trí em đâu tiếc gì anh. Em đã nói câu chia tay vội vàng như thế cùng đi, bởi vì suy nghĩ của anh bây giờ đã khác xưa. Bởi vì suy nghĩ của em bây giờ đã khác xưa. Tuy không nói ra anh cũng hiểu là em đã có ai rồi. Vì bên cạnh anh đâu bằng bên người mới. Nên anh đã một ngày anh thì em sẽ để em bên người. Vì anh biết có giữ em lâu thì cũng không được gì. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh. Từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ.